Xin chào các em. Thầy rất vui mừng được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Khi nhắc đến nguồn năng lượng cung cấp cho con người, chúng ta thường nhắc đến dạng năng lượng là điện năng, cơ năng hoặc năng lượng nguyên tử. Ít ai nói đến nội năng, nhưng nội năng mới chính là nguồn năng lượng chính cung cấp cho con người. Nội năng có ứng dụng nhiều trong khoa học, công nghệ và đời sống. Vậy, nội năng nó có đặc điểm như thế nào và có chuyển hóa như thế nào? Chúng ta học sang chương mới. Chương 6, cơ sở của nhiệt động lực học. Tiết 53, nội năng và sự biến thiên nội năng, các nguyên lý của nhiệt động lực học. Do chương trình lớp 10 có sự giảm tải nên tiết 53 này chúng ta học nội dung kiến thức cả trong chương 6. Ta đi nghiên cứu mục 15A nội năng. Ta đi tìm hiểu mục thứ nhất. Một nhỏ, nội năng là gì? Giả sử một vật có khối lượng là M được ném lên cao, ta thấy vật có động năng vì nó có vận tốc. Và khi nó được ném lên cao thì nó có độ cao là h so với vật nằm bốc. Do đó, vật M có thế năng. Từ đây ta có thể kết luận là vật đó có mang theo năng lượng, đó là cơ năng. Cơ năng thì bằng tổng của động năng và thế năng. Vậy câu hỏi đặt ra là các phân tử cấu tạo nên vật có động năng, thế năng không? Vì sao? Theo thuyết động học phân tử về cấu tạo chất thì các chất được cấu tạo bởi các phân tử nguyên tử. Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng giữa các phân tử có khoảng cách và tương tác với nhau. Do đó, các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng nên các phân tử có vận tốc. Do đó, các phân tử có động năng. Giữa các phân tử có lực tương tác và có khoảng cách, tức là các phân tử có thế năng. Và người ta định nghĩa được rằng tổng của động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng. Nội năng là gì? Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Nội năng ký hiệu là chữ U. Vì nội năng cũng là năng lượng nên nội năng có đơn vị là joule. Ở đây các em cần phân biệt nội năng và cơ năng. Cơ năng cũng là năng lượng nhưng là năng lượng của vật. Nội năng cũng là năng lượng nhưng là năng lượng của các phân tử. Các em phải phân biệt rõ điều này. Vậy, nội năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta đi trả lời câu hỏi C1 sách giáo khoa trang 170. Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ
và thể tích của vật. Nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích. Chúng ta đi trả lời câu hỏi C1 như sau. Khi nhiệt độ thay đổi, vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi. Do đó, động năng của các phân tử thay đổi. Khi thể tích thay đổi, khoảng cách giữa các phân tử thay đổi. Do đó, thế năng tương tác của các phân tử thay đổi. Vậy, nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Hay nói cách khác, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích. Vậy, thầy xin nhắc lại là nội năng là một dạng năng lượng, mà là dạng năng lượng thì nó có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Và khi chuyển hóa thì năng lượng của nó sẽ thay đổi. Chúng ta đi nghiên cứu sang mục 2 nhỏ, độ biến thiên nội năng. Trong nhiệt động lực học, người ta không quan tâm đến nội năng mà người ta chỉ quan tâm đến độ biến thiên nội năng. Người ta chỉ quan tâm đến độ biến thiên nội năng. Độ biến thiên nội năng, người ta ký hiệu là chữ delta U. Độ biến thiên nội năng của một vật là phần nội năng tăng thêm lên hay giảm bớt đi trong một quá trình. Độ biến thiên nội năng thì bằng nội năng sau trừ đi nội năng trước, tức là delta U bằng U2 trừ đi U1. Nếu delta U lớn hơn 0, tức là nội năng sau U2 lớn hơn nội năng trước U1, do đó nội năng tăng. Nếu delta U nhỏ hơn 0, thì U2 nhỏ hơn U1, do đó nội năng giảm. Như vừa rồi thầy đã nói, nội năng có thể thay đổi được. Vậy có những cách nào làm thay đổi nội năng? Ta đi nghiên cứu sang phần 25A. 25A, các cách làm thay đổi nội năng. Ta có mấy cách làm thay đổi nội năng của vật. Ở lớp 8 chúng ta đã học các cách làm thay đổi nội năng. Có hai cách làm thay đổi nội năng. Cách thứ nhất là thực hiện công. Cách thứ hai là truyền nhiệt. Ta đi nghiên cứu cách làm thay đổi nội năng thứ nhất. Một nhỏ, thực hiện công. Thí nghiệm hình 32.1A trong sách giáo khoa tiến hành thí nghiệm như sau. Ta cho miếng kim loại cọ sát trên mặt một miếng gỗ. Sau một khoảng thời gian thì ta thấy miếng kim loại nóng dần lên, có nghĩa là nội năng đã thay đổi. Trong trường hợp này, nội năng của miếng kim loại tăng lên. Vậy ta đã thực hiện công nên làm nội năng của miếng kim loại thay đổi. Hoặc ta có thể dùng cách như sau. Thí nghiệm hình 32.1B tiến hành thí nghiệm. Ta nén nhanh và mạnh
một khối khí có chứa trong một xi nanh và một bít tông. Vậy ta thấy rằng khi bít tông đi xuống, thể tích giảm, khoảng cách giữa các phân tử nhỏ, số lần va chạm của các phân tử tăng lên. Do đó, nội năng của vật sẽ tăng. Vậy, thể tích khí giảm thì khối khí sẽ nóng lên. Nội năng của khí thay đổi. Trong trường hợp này, nội năng của khối khí tăng lên. Từ thí nghiệm này, chúng ta đi đến kết luận. Kết luận thứ nhất, khi thực hiện công nên hệ hoặc cho hệ thực hiện công thì có thể làm thay đổi nội năng của hệ. Kết luận thứ hai, trong quá trình thực hiện công thì có sự biến đổi qua lại giữa nội năng và các dạng năng lượng khác. Như thí nghiệm vừa rồi, chúng ta đã quan sát khi chúng ta cọ sát miếng kim loại lên bề mặt một tấm gỗ, tức là chúng ta đã thực hiện công và làm cho nội năng của miếng kim loại thay đổi. Ở trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng có sự biến đổi từ cơ năng thành nội năng. Ta sẽ đi khảo sát cách làm thay đổi nội năng thứ hai. Đó là truyền nhiệt. Hai, truyền nhiệt. A nhỏ, quá trình truyền nhiệt. Thí nghiệm. Ta đi tiến hành thí nghiệm như sau. Đây là một cốc nước nguội. Ta thả một miếng kim loại đang nung nóng vào cốc nước nguội thì ta thấy là miếng kim loại sẽ bị nguội đi và nước sẽ nóng lên. Vậy miếng kim loại đã truyền nội năng cho cốc nước và ở đây có sự thay đổi nội năng. Vậy, miếng kim loại nguội đi, nội năng thay đổi. Trong trường hợp này, nội năng của miếng kim loại giảm. Đây là cách mà chúng ta làm thay đổi nội năng bằng cách truyền nhiệt. Tức là miếng kim loại đã truyền nhiệt cho cốc nước. Cách truyền nhiệt thứ hai. Thí nghiệm hình 3.2b, ta tiến hành thí nghiệm như sau. Ta cho miếng kim loại và khối khí tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt được tạo ra từ một cái đèn cồn. Sau một khoảng thời gian, chúng ta thấy miếng kim loại nóng lên. Và khối khí cũng nóng lên. Tức là nội năng của miếng kim loại và khối khí cũng thay đổi. Vậy, miếng kim loại và khối khí trong xi nanh nóng lên, nội năng thay đổi. Trong trường hợp này, nội năng tăng. Vậy, sự truyền nhiệt đã làm thay đổi nội năng của vật. Từ đây, chúng ta cũng đi đến một kết luận. Kết luận thứ nhất,
Trong quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công, gọi là quá trình truyền nhiệt hay là sự truyền nhiệt. Kết luận thứ hai, trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. Từ cái thí nghiệm vừa rồi, chúng ta thấy ngọn lửa đèn cồn đã truyền nội năng sang khối khí và sang miếng kim loại và không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Như thầy vừa nói lúc nãy là quá trình truyền nhiệt thì làm thay đổi nội năng. Để đo được sự biến đổi của nội năng trong quá trình truyền nhiệt, người ta dùng khái niệm nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng là gì? Ta đi tìm hiểu mục B nhỏ, nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng là gì? Là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. Delta U bằng Q. Delta U là độ biến thiên nội năng, Q là nhiệt lượng. Cụ thể, delta U là độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt, Q là nhiệt lượng mà vật nhận được từ vật khác hay tỏa ra cho vật khác. Công thức tính nhiệt lượng. Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức Q bằng MC nhân delta T. Trong đó, Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra. Nhiệt lượng Q này có đơn vị là joule. M là khối lượng, đơn vị là kg. C là nhiệt dung riêng của chất, có đơn vị là joule chia cho kg nhân với độ K, hoặc joule chia cho kg nhân với độ C. Delta T là độ biến thiên nhiệt độ, có đơn vị là độ C hay độ K. Ở đây độ biến thiên nhiệt độ thì độ K cũng bằng với độ C. Còn hai nhiệt độ này khác nhau, hơn kém nhau là 273. Các em chú ý, nhiệt lượng không phải là dạng năng lượng, vì năng lượng thì gắn liền với vật, còn nhiệt lượng thì chỉ xuất hiện khi có sự truyền nhiệt lượng từ vật này sang vật khác. Dựa vào ba khái niệm cơ bản là nội năng, công và nhiệt lượng, người ta đã đưa ra hai nguyên lý của nhiệt động lực học. Dựa vào nguyên lý này, người ta đã chế tạo được ra các động cơ nhiệt, động cơ ô tô, xe máy, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, vân vân. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu hai nguyên lý này. Panama, nguyên lý 1, nhiệt động lực học. Một nhỏ, phát biểu nguyên lý. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng
mà vật nhận được. Với biểu thức nguyên lý một như sau: delta U bằng A cộng với Q, trong đó delta U là độ biến thiên nội năng, A là công, Q là nhiệt lượng. Chúng ta đi quy ước những đại lượng có trong biểu thức nguyên lý 1 nhiệt động lực học như sau. Đây là một hệ vật. Nếu hệ vật này nhận nhiệt lượng thì Q lớn hơn 0, hay nói cái khác là Q lớn hơn 0 thì hệ nhận nhiệt lượng, Q nhỏ hơn 0 là hệ truyền nhiệt lượng. A lớn hơn 0 là hệ nhận công. A nhỏ hơn 0 là hệ sinh công. Mục 2 nhỏ trong phần nguyên lý 1 nhiệt động lực học, các em tự nghiên cứu trong sách giáo khoa. Chúng ta đi sang nghiên cứu nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học 45A. Nguyên lý 2 nhiệt động lực học. Một nhỏ, quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. Mục một nhỏ này các em cũng tự nghiên cứu trong sách giáo khoa. Chúng ta đi tìm hiểu mục 2 nhỏ. 2 nhỏ, nguyên lý 2 nhiệt động lực học. Nguyên lý 2 nhiệt động lực học này người ta phát biểu theo hai cách. Cách thứ nhất, A nhỏ, cách phát biểu của nhà bác học Clausius. Đây là nhà bác học người Đức. Cách phát biểu của Clausius như sau: nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật khác nóng hơn. Còn cách phát biểu của nhà bác học Candô, nội dung phát biểu như sau: động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Áp dụng các nguyên lý này vào có ứng dụng nhiều trong đời sống và trong khoa học công nghệ. Như lúc đầu thầy đã nói, có ứng dụng nhiều trong động cơ nhiệt, trong tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, vân vân. Ứng dụng như thế nào? Chúng ta sang mục 3 nhỏ. Vận dụng nguyên lý 2 nhiệt động lực học có nhiều ứng dụng trong đời sống và kỹ thuật. Điển hình là được ứng dụng trong cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt. Đây là sơ đồ của một động cơ nhiệt, phân phối năng lượng của trong một cái động cơ nhiệt. Nguồn nóng cung cấp nhiệt lượng Q1 cho bộ phận phát động. Theo nguyên lý 2 nhiệt động lực học thì nhiệt lượng không thể biến đổi toàn bộ thành công cơ học, do đó dư ra cái phần nhiệt lượng là Q2 do Q1 cung cấp cho bộ phận phát động. Do đó nguồn lạnh sẽ thu nhiệt lượng Q2, còn bộ phận phát động là bộ phận sinh công cơ học. Cụ thể như sau: thứ nhất là nguồn nóng là cung cấp nhiệt lượng, ở đây là cung cấp nhiệt lượng Q1. Thứ hai là nguồn lạnh là thu nhiệt lượng do tác nhân tỏa ra, tức là nguồn lạnh sẽ thu nhiệt lượng được tỏa ra
Ba là bộ phận phát động, tức là bộ phận nhận nhiệt từ quy 1 và sinh công. Và hiệu suất của động cơ nhiệt là H bằng A bằng trị tuyệt đối của A chia cho quy 1 với A bằng quy 1 trừ đi quy 2. A là công mà động cơ nhận được. Theo quy ước thì công này âm, do đó chúng ta phải lấy trị tuyệt đối. Chúng ta đã sẽ đi vận dụng kiến thức vừa học vào để làm một số cái bài tập và trả lời một số cái câu hỏi như sau. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Câu 1. Nội năng của một khí lý tưởng có tính chất nào sau đây? A. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. B. Phụ thuộc vào thể tích. C. Phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. D. Phụ thuộc vào nhiệt độ. Xin lỗi, D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta nhớ lại cái khái niệm nội năng là gì. Tức là nội năng thì bao gồm tổng của động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhưng ở câu hỏi này là nội năng của một khí lý tưởng, thì chúng ta trước hết hiểu khái niệm nội năng là gì trước, và chúng ta nhớ lại cái khái niệm thế nào là khí lý tưởng. Khí lý tưởng là một chất khí mà các phân tử khí được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. Có nghĩa là khoảng cách giữa các phân tử của chất khí lý tưởng rất lớn. Do đó, hầu như chúng không tương tác với nhau. Nên thế năng của các phân tử khí lý tưởng coi như bằng không. Vậy đáp án của chúng ta ở đây là đáp án A, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Chúng ta cần nói rõ thêm là do khoảng cách giữa các phân tử rất lớn, có nghĩa là thể tích của các phân tử này, thể tích của chất khí này rất lớn. Do đó, nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Câu 2. Đun nóng khí trong bình kín bằng đèn cồn, kết luận nào sau đây là sai? A. Nội năng của khí tăng lên. B. Thế năng của các phân tử khí tăng lên. C. Động năng của các phân tử khí tăng lên. D. Đèn truyền nội năng cho khối khí. Ở câu hỏi này, người ta hỏi là kết luận nào sau đây là sai? Khi đun nóng khí trong bình kín bằng đèn cồn, tức là chúng ta làm thay đổi nội năng bằng cách truyền nhiệt, thì khi truyền nhiệt thì nội năng sẽ tăng lên. Do đó, để xem đáp án nào sai, chúng ta sẽ xét. Thứ nhất, đáp án A, nội năng của chất khí tăng lên, thì đúng rồi. Khi đun nóng khí trong bình kín bằng đèn cồn thì nội năng của khí tăng lên. Chúng ta không chọn đáp án này. Đây là đáp án đúng nên chúng ta không chọn. B. Thế năng của các phân tử khí tăng lên. Thế năng của các phân tử khí tăng lên. Chúng ta thấy là
Khi nhiệt độ mà tăng thì các phân tử khí sẽ chuyển động nhanh hơn, số lần va chạm với nhau nhiều hơn, nhiều lên, nên thế năng của các phân tử khí tăng lên là không đúng. Vậy đáp án ở đây chúng ta chọn là đáp án B, tức là khi đun nóng khí trong bình kín bằng đèn cồn, kết luận nào sau đây là sai? Đáp án B là kết luận sai, tức là thế năng của các phân tử khí tăng lên. Còn đáp án C, động năng của các phân tử khí tăng lên. Đúng rồi, vì khi nhiệt độ tăng thì vận tốc của các phân tử tăng lên, động năng tăng. Đèn cồn truyền nội năng cho khối khí. Đáp án D này, đúng rồi. Khi truyền nhiệt thì nội năng của khí sẽ thay đổi, trong trường hợp này là đèn truyền nội năng cho khối khí. Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Nội năng là một dạng năng lượng. B. Nội năng thay đổi do quá trình thực hiện công. C. Nội năng thay đổi do quá trình truyền nhiệt. D. Nội năng là nhiệt lượng. Thì vừa rồi thầy đã chú ý, nội năng không phải là nhiệt lượng. Do đó, chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án D. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy tự trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 173 và trang 179. Về nhà làm bài tập bài 4, 5, 6 trang 173 và bài tập 3, 4, 5, 6 trang 180 ở trong khoa. Giờ sau là giờ bài tập. Xin chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.